Vâng, xin kính chào các bạn. Mỗi một vùng miền đều có một đặc sản riêng. Ví dụ như ở miền Tây, Tây Nguyên thì có đặc sản là cà phê. Còn ở Hải Dương thì có cái đặc sản đó chính là bánh đậu xanh. Còn đặc biệt hơn nữa thì chia sẻ cho quý vị, ở Thái Nguyên thì có đặc sản là trà Tân Cương, hay người ta gọi là chè Tân Cương. Mỗi khi bạn bè gần xa đi Thái Nguyên, hay là những người con ở Thái Nguyên đi đâu xa đều mang một cái đặc sản đó chính là chè Tân Cương ra để làm quà biếu, quà tặng rất là ý nghĩa và giá trị. Nhưng ít ai biết đến sự nổi tiếng là đặc sản quê hương này lại có những loại chè kém chất lượng. Họ trà trộn vào để lấy thương hiệu đặc sản để bán với giá cao. Chính vì vậy, một số người khi uống chè mang chữ đặc sản Thái Nguyên mà uống không ra gì, uống có vị đắng, vị chát, vị khét, vị lòng và cái mùi thơm không có. Các bạn cũng đã biết trong cái đặc sản vùng miền ở đâu cũng vậy, có một thương hiệu gọi tên là đặc sản nhưng có cả trăm nhà sản xuất. Mỗi nhà sản xuất đều đưa ra một sản phẩm chất lượng khác nhau. Chính vì vậy mà người mua thường hay bị nhầm lẫn khi mua. Nếu mà chúng ta biết mua thì chất lượng sẽ rất là tốt. Còn nếu mà không biết mua thì chất lượng sẽ rất là kém. Thì nhân đây mình cũng muốn nói với các bạn một điều là ở một cái đơn vị hợp tác xã Liềm Tin mang thương hiệu trà Tiên Lầu có những loại chè rất là ngon và chất lượng. Không phải vì tôi nói tốt ra mà vì cả ngàn người khi uống họ đã đánh giá chè rất là ngon, uống rất là thơm, có đầy đủ vị như là tiền chát, hậu ngọt, nước xanh sánh vàng mật ong. Chè pha thì được nước và uống rất là thơm. Cái quan trọng nhất trước khi Trà Tiên Lầu đưa ra cái sản phẩm ra thị trường thì đã phải qua 6 bước kiểm tra. Bước thứ nhất là kiểm tra về giống chè. Bước thứ hai là kiểm tra về chất đất và nước tưới của chè. Bước thứ ba là chăm sóc cây chè như thế nào, đúng không ạ? Chuẩn theo cái tiêu chuẩn của quốc tế. Cũng như là bước thứ bốn là thu hái và sao sấy làm sao cho nó đúng, cho nó chuẩn. Bước thứ năm là có ba nghệ nhân thẩm trà chất lượng thì mới đưa ra được cái sản phẩm chất lượng. Và cái bước thứ sáu là cái bước khâu đóng gói cũng rất là quan trọng. Đóng gói thì người ta sẽ đóng gói bằng cái gói hút chân không. Đấy. Chính vì vậy mà những người uống trà Tiên Lầu đều gật đầu khen ngon. Cho nên là cái thương hiệu nó rất là quan trọng. Và khi chúng ta mua trà thì chúng ta phải lựa chọn những cái đơn vị uy tín để chúng ta mua, thì chắc chắn một điều rằng là nó sẽ chất lượng. Và một lần nữa thì tôi xin cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi những cái giá trị về sản phẩm đặc sản của vùng miền. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều.